vịt nướng kiểu này là được ăn, mà làm gì đã biết nướng kiểu gì. Em mình hôm nay lên chốt gọi là đi rủ nhau đi chốt. Bây giờ phải lên để chế biến cái món. Tí là rồi, tí là con vịt rồi bác đây, cầm con vịt vào. Đây lên nướng này, đây tên nướng đá các bạn, quây đá để nướng, nướng thịt. Trên đây nhiều, thế đẹp lắm. Anh nhập cho vợ nhá. Mày phải cho nó tin nó bơi đi chứ. Anh lên đây đi chặt cây đi để nướng. Sang đây nhá. Nướng lên tí nữa bơi, à tí nữa. Tí nữa tao phải ra giữa suối. Đấy. Ôi. Tí tao phải ra giữa suối ăn này. Đây này này. Vừa ăn. Ui, nó trong quá anh ạ. Mà cơ. Tao đi ra một kiểu rồi. Tí nữa anh em mình chơi bơi giữa suối và thò đầu lên ăn được. Cái gì? À, lúc nãy là con nga nó thế nào mà con nga nó to mà mình thịt nó cũng to. Thế thì mày nghĩ là lúc nãy mình mặc áo gì? Tao mặc quần gì? Thảo lao thật. Lên kiếm chỗ đi, nướng kiểu gì nhỉ? Nướng. Ôi trời. Tao rửa rồi. Đem dưa. Đây là đây. Dưa. Mặt tỏi. Đi đấy đây. Tao muốn cái nồng đá đây. Nồng đá được không? Nữa. Bây giờ, xin khoe mình. Tải. Ui, em ăn cục rồi. Mày ăn tất. Không, mày tất. Em ăn cái này này. Cho anh ấy đùi này. Em ăn hai cái đùi này. Vâng, mày tất. Rồi. Mày ăn tất không? Ủa, ăn múc gà này. Cái bóc cây em để ra nhé. Nó lên đây nhỉ? Ủa, múc gà này. Ừ. Ăn mà múc gà thì vào đây cho nó chạy được. Nước ấy chứ. Rồi, đang lên to. Nó chạy được cái gì đó? Nó chạy được cái gì đó? Sau núi này, có nước đấy, xương dương có nước chảy vậy. Núi á. Thế sao mày nghĩ mày gái ra từ đâu? Kim. Này, cầm lấy. Đi lên chặt đây đi. Chặt đây để chiên á? Đây. Lấy. Vào đây. Lấy thịt sang đây nhanh lên. Lấy thịt sang đây. Để nướng thôi. Nhanh lên. Có lấy được không đây? Lên đi, khiêng sang đây. Rơi cái gì khiêng trên bờ ấy? Làm gì ấy? Này khéo mà úp một phát là tao không đi vớt được đâu nhá. Nhanh lên. Lấy que nữa. Nhanh lên. Lấy que xiên sang đây. Để ăn dày ăn. Đấy, cho mày ăn tất. Tao chỉ ăn dày thôi. Ăn dày ăn đi. Đá này nó có đủ không? Không đủ đâu. Nổ bất tiếp toi, mai lại. Lên thịt, ta mau thịt toi.
Ui, mày nướng mày phải giữ thế này. Thế thì anh đi mà nướng thế nào. Nhớ anh chung. Ừ, chị. Mày nướng rồi bây giờ. Đây, cho anh đi chỗ. Nó sợ. Ăn một cối giờ. Ăn xong rồi chết luôn. Vì sao em nỡ yêu anh thế này? Vì sao em nỡ cho anh đi thế này? Đi quay đi ông cháy. Tiền nó quay anh sơn sáo. Sơn sáo đi, cháy mất ngon. Quay ra, tào lao. Cái gì mà tào hay lao? Anh nướng cái của anh mà, à, cái của em mà cháy đi. Quay từ cuối thì mới cháy. Nổ đá. Đúng là nổ vào em đấy. Tí tí nước thôi. Có thang. Cái này nó nhanh nước ăn. Mày điên à? Đây. Ôi anh bỏ cái này ra. Phê đấy. Chưa hết tượng. Ui. Anh niệm cái cánh lên. Lấy dây niệm cái cánh vào. Không niệm. Niệm cái gì? Xuyên cái cánh vào xuyên niệm. Ok. Anh rất ít. Mặt trời. Mày vừa tắm xong rồi. Nhảy đi. Nhảy luôn. Không, tao phải chơi đi mày. Mày ơi. Hả? Mày chơi lại, mày chơi lại. Tao phải chơi bài này này. Cái cục đấy đâu, của em đang ăn cho của em đâu. Đấy. Đấy, đấy, ở đấy đấy. Ô, nhìn đây. Chơi chơi này. Ui, về hết rồi. Chào. Để chưa? Chưa thành chú nào. Tao đang ngửa bật phát trong rồi. Mày bảo mày anh mua cho lâu. Tức thì luôn nhé. À. Ôi, con gắt cho mày. Mát đấy trưởng. Ui thơm thế. Thơm. Thơm. Wow. Sao anh nhớ? Em như thế này. Chỉ nhớ sao chúng ta nhớ cho tao làm gì ạ? Đương, vui nhé. Thôi. Đây là sản phẩm của anh em mình. Ái chà chà. Chín rồi anh ạ, ăn đi không còn nó khô, ăn cũng ngon đâu. Ờ được. Thơm quá anh lên. Cầm lấy để tao vuốt nó ra. Thơm quá. Có thử nhé. Thông minh không? Tạm được. Ừ, xưa. À, nào. Ôi, em xưa. Thôi, tí nữa là phải ăn. À. Em dắt cái hạt thì rồi ngon lắm mày ạ. Tạm được. À. Đặt xuống đây. Đặt lên đây. Gà to thế. Chín hết. Ai còn bằng hết.
Một xả. Để chắc rơi là... Đại can này thế này. Thôi rồi. Đại can này ở giữa không biết chín chưa? Chín rồi anh ạ. Đang thịt chặt rồi. Từ để tao phải buộc lại đó. Cái tổ ấy. Nó làm ở nơi thì quay. Có ăn quá. Bình thường, khoai bình thường. Cái dây buộc cái nhả đây. Này làm sao mà vừa người ta được nhỉ? À được. Ui, trời, thằng nào bảo không nổ đá. Thấy chưa? May nhá, vừa nướng xong. Ăn. Tất cả các bạn nha. Ừ. Ngon. Ngon lắm. Mời tất cả các bạn nướng thịt lợn nướng nha, nướng tàng. Ngon lắm nha. Đây, chim. Anh đừng chơi ở đây. À đấy, nước ngọt, nước ngọt. Ngọt đâu? Có để dưới đáy. Vậy. Để ta sang mỏ đã. Ây da, ây da. Ui giời. Nước ngọt là cho bia. Ôi tao của tao đâu. Ôi từ tí nhá, để tao đã. Ngon quá, ngon quá. Ê ruồi. Này. Ăn nhau của mày đây. Để đây, để đây đi chứ. Để tím. Ây da. Bách cho em ơi. Ôi, bách cho em. Thằng nào cũng thấy xanh xanh. Từ tao phải bách của tao đó. Đấy, cần gì phải giữ thằng ra. Đấy. Ây da, nó bị khó. Ây da, ôi dồi. Mời các bạn uống bia nhé. Anh đi từ đây khoái kìa. Anh mời em ơi, mời em ơi. Đặt ngọt bia lên đây. Thỉnh thoảng làm hớp, mở được không? Ăn kiểu này rất là phê. Nó mở được trơn lắm. Đây. Ăn kiểu này cực phê nhá. Vẫn phải đạp chân tao cứ là cảm giác nó chìm chìm. Đó. Mày em không chìm đâu. Mày nhẹ chả thế.
Ui này, đây. Em cho anh một to này. Đây, xong hết đi để tao đặt lên trên. À đấy, đặt vào cái hốc đấy, đấy đặt vào hốc của mày này. Tao đặt gì không? Không đặt được. Đưa tao đặt. Đặt lên đây này. Lắp uống. Đây em cho anh một to này. Anh ơi. Dạ. Cho anh một to. Từ từ đợi tí tao đặt này. Hả? Dớ. Mày có ý định nhiều này? Không, ngon lắm á. Tại vì hôm nay nhiều không tin nhậu. Ai ăn được. Ê, gì mà anh muốn làm thế, đặt con gà một con lên. Đấy. Phê không, sướng không? Đu vai chưa? Đu vai đấy chưa. Đều có chấm, nhưng mà ngon rồi. Ngon rồi, cái nước chấm à. Tao vẫn phải quải quải chân á. Tao không nổi được như mày nhỉ. Vẫn phải quải quải chân này. Mỏi chân quá. Ừ, em ăn chừng này rồi chứ. Ôi à, tao mày có bị chấm chân nhỉ? Hay là của tao tao đều? Đây, thằng ăn với. Ừ, tao làm cục bia đã. Đi đâu đây? Ôi, đổ anh lật thế. Không đổ được đâu. Không sợ gì đâu được. Tao mỏi chân quá. Anh muốn em đẩy người không? Hả? Ai da. Xem miếng nào ngon nhất. À đây. Anh vào. Ăn đi. Ông già giỏi thế. Hả? Mày cầm cả con mà gặp. Con này á. Kéo mà rơi được miếng. Ôi tìm, tao tìm. Ngon lắm. Tao không quải chân này, tìm này. À vẫn nổi cổ. Thôi ăn được, đỡ mỏi chân này. Anh không sợ bẩn mồm đâu. Anh chú nhớ này hả? Anh chú nhé. Đây. Đấy. Mày làm gì vậy? Wow. Phê không các bạn? Đấy em đổi đi. Phải nói là rất là phê. Phê không phê là phê không tưởng. Được. À, sản vào lúc nãy mới rơi đúng không? Vâng. Thôi. Ê, thì ăn mất được mà. Tao tự ăn được, tao gặp. Tao gặp nước suối anh. Anh em mua nước chai thì sẽ có nhiều. Ngon tuyệt vời. Ấy, đổ bia. Làm mày cứ cẩn thận không đổ bia vào tao. Thả ra, thả ra. Rồi, để im nha, để tao. Rồi, từng từng từng, để đặt. Cứ nghe rồi. Anh cào lao. Để em ăn đủ ra. Ôi cái bao của tao, tao thề mày chắc chắn là bị bục rồi. Ăn là phải đi đây. Xin miếng gì đấy nào. Ăn là phải như này các bạn. Ngon lắm rồi. Nhưng mà mày nhỏ mày nổi ác. Tao xin đến đến mồm. Ôi mày ăn rồi. Ngon nhỉ. Thơm hết rồi. Đừng ngon lắm. Ăn là nhiều. Ăn này đỡ phải rửa tay rửa mồm rồi ạ. Chỉ cần là như thế này gái là xong. Tìm lại không tìm được mà nó cứ tìm lấp lửng lấp lửng. Quá. Sao thế thì đấy đây. Rửa mồm luôn. Thương ta thiếu lắm. Cua là ăn. Rất là phê. Các bạn. À. Học trường à giờ học thủ dân. Wow, anh đang được ăn những gì chứ? Anh đang đi đâu? Đây đó.
cảm giác người ta sắp chỉ. Gà ta đấy.